Tối ngày 15 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ nồi hấp tinh dầu Trầm Hương tại ấp 7, xã Vĩnh Lộc A khiến một cháu bé bị thương, năm nhà xung quanh bị dở tường, bể kính, gây hoang mang cho cả khu vực. Chị Quy có nhà nằm sát vách cơ sở nổ nồi hấp vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ nổ làm con gái chị là cháu A, 10 tuổi, bị thương. Theo chị Quy, sau khi vừa đi giao hàng về đến cửa thì nghe tiếng bụng lớn phát ra từ nhà hàng xóm. Tiếng nổ chát chúa, đinh tai, tức lồng ngực, khói bụi bay mù mịt, mái tôn bay tứ tung, đất rung chuyển. Sức ép của vụ nổ làm mảng tường lớn nhà chị bị dở tung, cháu A đang ngủ trong nhà bị mảng tường đè trúng. Sau đó cháu A được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. May mắn cháu A chỉ bị bầm ở vùng trán, xây sẩm nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Vụ nổ khiến nhiều người trong hẻm hốt hoảng, tháo chạy ra khỏi nhà. Cũng có nhà sát vách cơ sở nổ nồi hấp, anh Lợi cho biết nhà anh có thể hư hại nhiều nhất trong 5 căn nhà bị ảnh hưởng của vụ nổ. Lúc 15 giờ, anh L đang làm ở công ty thì nhận được điện thoại của hàng xóm báo nhà bị sập tường do vụ nổ. Anh L lập tức chạy từ quận 12 về. Đến nơi, anh thấy khung cảnh kinh hoàng, nhiều mái tôn văng xa, áp lực từ vụ nổ xé toang mảnh tường cơ sở sản xuất dòng Trầm Hương và mảnh tường rộng khoảng 2,5m2 nhà anh. Phòng khách ngổn ngang mảnh tường bị dở. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc A, cơ sở sản xuất trầm của công ty trách nhiệm hữu hạn Trầm Hương Quốc Bảo do ông HTH, 42 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam làm giám đốc. Sự cố nổ nồi hấp tinh dầu Trầm số 3 từ phía ngoài cửa chính đi vào làm cháy hệ thống dây dẫn điện, gây ảnh hưởng đến cấu kiện tường của căn nhà. Một trệt được sử dụng làm xưởng gia công hấp tinh dầu trầm. Vụ nổ cũng khiến ba căn nhà xung quanh cũng bị ảnh hưởng, sập tường, cửa kính nhà bị bể, hư hỏng xe máy.